Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ phần mềm ở trên máy Mac dùng công cụ App Cleaner. Có rất nhiều công cụ để gỡ phần mềm ở trên máy Mac, tuy nhiên App Cleaner là công cụ rất đơn giản và ai cũng thể thực hiện thao tác gỡ phần mềm bằng công cụ này. Để sử dụng công cụ App Cleaner, các bạn tải về trên máy tính của bạn. Sau đó, các bạn mở phần mềm này bằng cách chọn phần mềm App Cleaner. Các bạn có thể nhìn thấy cửa sổ của phần mềm App Cleaner, các bạn chọn tab Application. Tại đây các bạn có thể nhìn thấy các ứng dụng đã được cài đặt trên máy Mac của bạn. Và ở đây mình sẽ gỡ phần mềm Evernote. Các bạn có thể nhìn thấy phần mềm Evernote ở đây. Mình click chọn và chọn Search. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là các cái file của phần mềm Evernote ở trên máy tính của bạn. Các bạn nhấn Delete. Như vậy là phần mềm Evernote đã được gỡ khỏi máy tính của bạn. Thao tác rất đơn giản phải không ạ? Chúc các bạn thành công.